Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin nóng nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 10 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, ngày chuyển đổi số quốc gia. Ngày 10 tháng 10 năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trở thành ngày chuyển đổi số quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, sẽ chủ trì lễ công bố ngày chuyển đổi số và gửi thông điệp về chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Đồng thời, đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số. Xuất khẩu tăng mạnh, lá sắn, lá tre, thu về hàng trăm tỷ đồng. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu các loại lá của Việt Nam trong tháng 8 năm 2022 đạt 1,122 triệu đô la Mỹ, tăng tới 35,8% so với tháng 8 năm 2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, Việt Nam thu được 6,059 triệu đô la Mỹ, hơn 144 tỷ đồng nhờ xuất khẩu lá chuối, lá sắn, lá diễn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu lá sắn trong 8 tháng năm 2022 đạt 1,603 triệu đô la Mỹ, trong khi giá trị xuất khẩu của lá tre là 1,092 triệu đô la Mỹ. Cũng theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, ước tính trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 9 năm 2022 đạt 250 triệu đô la Mỹ, tăng 8,1% so với tháng 9 năm 2021. Tính chung trong 9 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả ước tính đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh họp tiến độ dự án nhà ga T3 và giao thông kết nối. Dự kiến tuần này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan sẽ họp với các cơ quan sở ngành để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án nhà ga T3 và dự án đường nối Trần Quốc Hoàn. Trước đó, theo nghị quyết số 93, Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3 khoảng 16,05 ha. Đồng thời, dự án đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3, đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa khoảng 11,8 ha. Dự kiến nhà ga hành khách T3 khởi công trong quý 4 năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024. Cùng với các nhà ga T1 và T2, sau khi hoàn thành, nhà ga T3 sẽ nâng tổng công suất thiết kế của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên khoảng 50 triệu hành khách năm. Hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam được đào tạo tại Pháp. Phát biểu tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp 2022 khai mạc ngày 9 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết y tế là lĩnh vực hợp tác lâu năm giữa hai nước. Chính phủ Pháp đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho ngành y tế Việt Nam, trong đó chương trình nội trú bác sĩ Pháp ngữ đã tiếp nhận hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam đến thực tập và học tại các bệnh viện của Pháp. Bác sĩ Pháp cũng thường xuyên đến Việt Nam đào tạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp 2022 là lần tổ chức thứ 22 kể từ năm 1993. Theo ông Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có 50% báo cáo khoa học tại 10 hội nghị chuyên đề. 5 hội nghị vệ tinh và 3 khóa đào tạo liên tục trong đợt này là các báo cáo quốc tế xung quanh các lĩnh vực như y học thai nhi, chẩn đoán trước sinh, sức khỏe sinh sản, giúp các bác sĩ Việt Nam không chỉ ở thành phố lớn mà cả bác sĩ ở vùng sâu vùng xa theo dõi hội nghị trực tuyến, biết được thế giới đang làm gì, chúng ta đang làm gì và có thể áp dụng được gì từ những nghiên cứu quốc tế. Ông Cường cũng cho biết những tiến bộ của Việt Nam trong chẩn đoán trước sinh thông qua các kỹ thuật rất mới như di truyền phân tử, giải mã gen đã tiệm cận với thế giới. Trong đó, các dị tật về hình thái và chức năng lớn về thần kinh, cơ xương khớp, lồng ngực có thể phát hiện được từ tuần thứ 12, 18 của thai kỳ, hoặc phát hiện dị tật thông qua xét nghiệm di truyền bằng lấy một lượng nhỏ nước ối. 5 năm qua đã có 11.000 ca được lấy nước ối để xét nghiệm dị tật, phát hiện sớm nhiều loại dị tật. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.